Hà Nội là động lực thúc đẩy phát triển vùng thủ đô. Luật thủ đô sửa đổi hướng tới mục tiêu thúc đẩy khu vực vùng thủ đô tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh, văn minh, năng động và trở thành khu vực phát triển trọng điểm của đất nước. Điều 46, chương 4 Luật thủ đô sửa đổi nêu rõ vùng thủ đô gồm 10 tỉnh, thành là thủ đô Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Trong đó, thủ đô Hà Nội là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, Luật thủ đô sửa đổi cho phép Hà Nội được quyền xây dựng các dự án hoặc công trình trên địa bàn của mình nhưng phục vụ việc tăng cường kết nối giữa các tỉnh thành với Hà Nội, ví dụ những dự án tương tự như đường vành đai 4. Đây được xem là một bước đột phá. Luật thủ đô sửa đổi chú trọng đến vai trò, vị thế của Hà Nội trong liên kết vùng đã mở ra nhiều cơ hội giảm tải cho thủ đô về áp lực dân số, sự quá tải về hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy tăng cường liên kết vùng, tạo sức mạnh từ sự bổ sung và cộng hưởng. Liên kết, phát triển vùng là nội dung tổng quan liên quan đến trách nhiệm của cả 10 tỉnh thành, trong đó Hà Nội đóng vai trò trung tâm. Những quy định cụ thể, rõ ràng về cơ chế điều phối hoạt động, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng địa phương sẽ nâng cao tính hiệu quả, khả thi của luật, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển trọng điểm của đất nước. Cùng với luật thủ đô, quy hoạch thủ đô và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô có vai trò, ý nghĩa quan trọng, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng thủ đô trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại. Với sự đầu tư công phu, bài bản, kỹ lưỡng, định hướng quy hoạch cho thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được quán triệt dựa trên triết lý phát triển thủ đô Hà Nội mà trong đó các yếu tố văn hóa, văn hiến, văn minh Thăng Long Hà Nội là những trụ cột xuyên suốt. Báo cáo tổng hợp quy hoạch thủ đô Hà Nội được tích hợp từ 39 nội dung đề xuất của các ngành, lĩnh vực, 30 nội dung đề xuất của các quận, huyện, thị xã kèm theo hệ thống sơ đồ, bản đồ được số hóa. Đây được đánh giá là đồ án quy hoạch mang tính công phu, kỹ lưỡng nhất, phù hợp với xu thế phát triển của Hà Nội. Quy hoạch thủ đô Hà Nội được tích hợp từ 39 nội dung đề xuất của các ngành, lĩnh vực, 30 nội dung đề xuất của các quận, huyện, thị xã kèm theo hệ thống sơ đồ, bản đồ được số hóa. Nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô Hà Nội bao gồm 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 2 ưu tiên thực hiện. Dự thảo quy hoạch thủ đô Hà Nội được tập trung xây dựng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Bên cạnh việc sẽ khoác cho Hà Nội một giao diện hiện đại, quan điểm xuyên suốt của quy hoạch thủ đô lần này đó là văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là nguồn lực, động lực phát triển thủ đô. Đồ án quy hoạch lần này được xây dựng theo luật quy hoạch 2017, trong đó tích hợp tất cả các quy hoạch ngành trên địa bàn thủ đô và quy hoạch các huyện trước đây. Đồ án quy hoạch lần này được xây dựng theo luật quy hoạch 2017, trong đó tích hợp tất cả các quy hoạch ngành trên địa bàn thủ đô và quy hoạch các huyện trước đây. Chuyên gia khẳng định, Hà Nội hoàn toàn đủ nguồn lực để thực hiện và triển khai quy hoạch vào thực tiễn. Hà Nội đang tiến hành đồng thời 3 nhiệm vụ rất quan trọng có tầm ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thủ đô. Đó là điều chỉnh luật thủ đô, sửa đổi cùng 2 đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Điều này giúp giải quyết được bài toán lớn mà từ trước đến nay Hà Nội luôn gặp phải. Đó là tình trạng chưa thống nhất và chưa thông suốt giữa các quy hoạch với nhau, giữa các mục tiêu và giải pháp thực hiện. Việc cùng lúc trình Quốc hội xem xét thông qua 3 dự án lớn của Hà Nội được cho là cơ hội để Hà Nội đồng bộ hóa việc xây dựng quy hoạch và cơ chế, chính sách, qua đó bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể của quy hoạch. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua gồm 7 chương, 54 điều, tăng 3 chương, 27 điều so với luật thủ đô năm 2012. Luật đã bám sát 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo và 9 nhóm chính sách đã được Quốc hội quyết định. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, có 7 quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Dự thảo luật thủ đô, sửa đổi, sau khi tiếp thu, chỉnh lý vẫn giữ bố cục gồm 7 chương và 54 điều, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô, bám sát 9 nhóm chính sách đã được Quốc hội quyết định khi bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.